Tập 36. Tại sao? Tại sao kẻ đáng chết lại không chết? Tại sao người trở về không phải là huynh? Thù gì? Phượng ẩn kia, vậy mà lại là A Âm. Con thú tuyển gần chết tiệt đó, quá thành tro bụi ở La Sát Địa cũng không có gì đáng tiếc cả. Nhưng cô ta quay đi quay lại lại biến thành Phượng Hoàng. Bảo sao cô ta lại cố chấp với chuyện từ ngàn năm trước. Quá ra cô ta muốn quay lại trả thù con. Thù Nhi, năm đó con hành hình với cô ta, năm nay cô ta thắng thế, ác sẽ không chịu để yên đâu. Cô ta đừng có mơ. Lan Phong, chỉ có Quỳnh mới đặt ta ở nơi cao quý nhất. Thù Nhi, cơ thể của Lan Phong đã hoàn toàn khôi phục như cũ rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa là hắn sẽ tỉnh lại. Là gì ạ? Chỉ thiếu thứ bổ dưỡng nhất trong thiên hạ. Lại là thú thủy ngân ư? Vậy thì chỉ còn có A Vũ thôi. Bây giờ con sẽ đi bắt cô ta. Thù Nhi, nếu làm như vậy con sẽ trở thành kẻ thù của Nguyên Khởi và Phượng Ẩn. Phượng Ẩn đã là bán thần rồi, lại có thêm Nguyên Khởi trợ giúp, nhưng giờ con cứ mắc kẹt ở đỉnh cấp Thuần Quân mãi. Không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Con không quan tâm. Cho dù là đường đường chính chính hay âm thầm lén lút, con cũng nhất định sẽ lấy được nội đan của A Vũ. Trừ khi con cũng thăng cấp thành bán thần thì mới nắm chắc được phần thắng. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, làm sao có thể thành thần được? Nhờ thần giúp đỡ. Có một vị đại thần, năng lực của hắn vượt xa tất cả những người ở Hạ Tam Giới. Đến Nghi Hợp Đế Quyến cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nên thần giới mới liên kết lại với nhau để phong ấn hắn. Chúng ta có thể nhờ hắn giúp đỡ. Người mà cha nói là ma thần Minh Khởi. Qua mặt ngươi. Lúc đó vào, cả thiên giới sẽ tôn con làm vua. Phụ Dương cũng sẽ tự hào vì con. Cha còn các người cấu kết với ba tộc làm hại tiên nhân. Ngươi không sợ bị thiên cung phát hiện sao? Bây giờ ma lực của ta đã cao hơn cả Phượng Nguyên rồi, việc gì phải sợ bà ta? Con còn định cố chấp đến bao giờ nữa? Bọn họ đã đổ hết mọi chuyện lên đầu ba tộc, gạt hết tội nghiệp cho yêu tộc. Nhưng cho dù là ma thì Lan Phong cũng đã chết trong tay trưởng lão yêu tộc. Con không định báo mối thù, không đội trời chung này nữa sao? Cha con ta tu luyện ba đạo, thăng cấp thành ba thần. Từ nay đừng nói là Nguyên Khởi, Phượng Ẩn, dù cho cả thần giới có đến đây thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Phụ Dương muốn đoạt lấy vị trí thiên đế thì cần thêm nhiều người hơn nữa mới được. Được, không hổ là con gái ngoan của ta. Ưng Dương đến rồi sao? Cô ấy không đến, chỉ đưa quà chúc mừng thôi. Không đến ư?
Ta đã bảo ngươi nói với cô ấy hôm nay là ngày kỷ niệm ta thăng làm hạo quân, đặc biệt mời cô ấy đến rồi mà. Ta đã nói rồi, ta còn nói cả còn chuẩn bị yến tiệc để mời cô ấy. Nhưng Ưng Dương chỉ nói là cô ấy có việc phải làm, bảo ta quay về báo cáo. Không ổn rồi. Bệ hạ, Ưng tộc và phe ta đang đánh nhau ở biên giới. Đi. Bệ hạ, tại sao lại khai chiến? Là do có mấy người trong tộc nói đang linh tinh, bị người của Ân tộc nghe thấy. Lời linh tinh gì? Nói là Ân Dương từng ở bên bệ hạ nhiều năm dưới nhân gian, trước đây còn thường xuyên đến yêu tộc chúng ta. Cả yêu giới đều nói Ân Dương yêu thầm bệ hạ, nhưng trong lòng của bệ hạ không hề có cô ấy. Ai nói vậy? Bệ hạ bớt giận. Yêu quan đến rồi à? Vậy chúng ta nói chuyện một chút đi. Yến Sảng, giờ hai quân đã xảy ra va chạm, tiếp theo nên bàn bạc giảng hòa hay là tuyên chiến? Lúc này yêu quan sao có thể tới chỗ quân của ta được? Cứ đứng ở đó nói là được. Ưng Dương nói xem, nên làm thế nào? Là Ưng tộc ta ra tay trước, khiến yêu tộc bị thương, bọn ta bồi thường là được. Nhưng yêu tộc các ngươi cũng phải xin lỗi Ưng tộc ta vì những lời lẽ dơ bẩn đó. Không cần bồi thường đâu, chuyện nào ra chuyện đó. Lỗi của bọn ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu bị truyền ra ngoài, e là người khác lại nói là trục lợi từ yêu quan. Tất cả xin lỗi Ưng Dương. Xin lỗi Ưng Dương. Là do bọn ta nói đang lỗ mãn. Bọn ta biết lỗi rồi. Các tướng sĩ Ưng tộc, yêu tộc đã xin lỗi rồi. Tất cả binh sĩ Ưng tộc hãy lùi về sau 50 dặm, trấn thủ biên giới. Rõ. Được rồi, đưa người về biên giới đi. Vâng. Yến Sản, trước kia là do ta vô tâm, giờ ta biết sai rồi. Cho dù là bạn bè thì cô cũng không thể tỏ ra xa cách ta thế chứ. Cho ta một cơ hội đi. Không phải ta đang giận ngươi, chỉ là chúng ta đều đã trưởng thành, đã gánh vác trách nhiệm và trọng trách, không thể cứ làm loạn như trước đây được nữa. Những ngày nay ta đã hiểu ra rất nhiều thứ. Cảm ơn ngươi A Cửu. Yến Sản, cô nghe ta nói hết đã. Hồng Dịch, ta sắp đính hôn với Liêm Khê rồi. Đính hôn. Thế nên mặc dù chúng ta là bạn bè thì cũng nên giữ khoảng cách, không nên làm tổn thương người yêu mình. Là ý của cha cô đúng không? Yến Sản cũng không được đồng ý. Liêm Khê thích ta, đối xử với ta rất tốt, là người chính trực, tốt bụng, nhẹ nhàng, chu đáo. Ta có lý do gì từ chối chứ? Cô mới gặp hắn được có mấy lần, hiểu hắn ta được bao nhiêu mà đã muốn thành thân với hắn. Quen biết lâu thì có tác dụng gì? Khó khăn lắm mới gặp được người thật lòng. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên có người trồng hoa lê vì ta. Trước đây ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, chưa từng có tâm trạng cẩn thận ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa lê. Bây giờ nhìn lại mới thấy ta quá ngốc. Cho dù có bao nhiêu tâm tư tình cảm, cũng nên gửi theo những năm tháng. Hoa nở, hoa tàn. Hồng Dịch, chúng ta là bạn bè đã lâu, nếu người có thời gian, hãy đến tiệc đính hôn của ta uống vài chén nha. Yến Sản, cô thật sự buông bỏ rồi ư? Bây giờ hôn lễ của cô và Liêm Khê đã định. A Cửu, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Phương Ẩn, Phương Ẩn,
Chẳng phải ta bảo buổi chiều lúc ta thay đồ, huynh tạm thời tránh đi sao? Đảo Ngô Đồng rộng thế này mà sao không tìm được chỗ tránh mặt tạm thời vậy? Chẳng phải muội bảo muội đã làm mấy món ăn của nhân gian, muốn uống rượu với ta sao? Ta đặc biệt đến đón muội. Ta chuẩn bị xong từ lâu rồi, huynh đi trước đi, ta sẽ đến sau. Được, vậy ta chờ muội ở bên đó. Đừng vội nhé, muội cứ từ từ sửa soạn. A Cửu, ngươi làm gì ở đây vậy? Đây là rượu Hoa Lê Phượng Ẩn chuẩn bị cho ta mà. Phượng Ẩn mời ta đến ăn cơm. Sao vậy? Không được uống rượu à? Mùi ấy còn mời ngươi sao? Nguyên Khởi, ngồi đi, uống rượu với ta. Ngươi làm sao vậy? Bây giờ yến sạn đã đính hôn với Liêm Khê. Đính hôn rồi sao? Chúng ta xem như có cùng cảnh ngộ, không bằng uống cho thỏa thích. Người đâu? Người nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Tình cảm của ta bản thân ta không biết, chẳng lẽ người lại biết sao? Người nghĩ xem với tính cách của người, nếu không có tình cảm thì sao có thể ở nhân gian cùng cô ấy suốt ngàn năm nay, ở bên nhau một ngàn năm. Bây giờ ta lại thành người ngoài, chứ còn gì nữa. Người đính hôn với Yến Sản là Liêm Khê, đối với cô ấy huynh đương nhiên chỉ là người ngoài. Nếu muội đến muộn hơn một chút nữa thì hắn đã uống hết rượu Hoa Lê rồi. Bữa hôm nay vốn là để mời A Cửu, ta đã thấy tâm trạng của huynh ấy không tốt nên muốn an ủi huynh ấy. A Cửu, Yến Sàng đã chờ huynh một ngàn năm rồi, bây giờ cô ấy không muốn chờ nữa. Huynh cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Ta nhận ra tình cảm hơi muộn, nhưng cô ấy dội dàng đến hôn như vậy, không chừa lại chút cơ hội cho ta. Duyên phận vốn dĩ chỉ thoáng qua, đã bỏ lỡ sẽ không trở lại. Có lúc làm bằng hữu cũng là một lựa chọn không tồi. Nói vậy đúng là không sai. Lợi ích của làm bằng hữu, ngươi xem nha. Qua lại với thân phận bằng hữu, lúc rảnh rỗi ngươi có thể đi thăm cô ấy. Lợi ích quan trọng nhất là chỉ cần ngươi có thể tìm được một lý do hợp lý, ngươi có thể ở lì bên cạnh cô ấy không đi. Thời gian ở tiên giới dài như vậy, có thể tiếp tục rất nhiều duyên phận mà. Quỳnh đúng là có cái tốt không vậy? Bản lĩnh mặt dày này lại hết lòng dạy giao. Chẳng phải ta đã thấy A Cửu cùng đường bí lối, muốn làm hắn vui lên sao? Nào, ta còn ở đây đó. Hả gì mà hả? Uổng công ta tưởng có cùng cảnh ngộ với ngươi nên tìm ngươi uống rượu, lại bị nhét được mật đầy mồm. Ta thấy ngươi đúng là dạy người thế nào mình làm như vậy, bản lĩnh mặt dày này. Phượng Ẩn đúng là bó tay với ngươi. Quá khen, chỉ là người từng trải chia sẻ với ngươi một vài kinh nghiệm thành công thôi. Thành công thật hay không còn phải xem tâm trạng của ta. Ta thật sự không nhìn nổi nữa, ta đi đây. Ta tự đi uống cho đã. A Cửu, A Cửu, ta vẫn nên cùng hắn uống mấy chén rượu giải sầu thì hơn. A Cửu,
A Vũ, tỷ tỷ, hôm nay ta đến thật ra là muốn xin tỷ tỷ đồng ý với ta một việc. Ta quyết định sẽ đến nhân gian rèn luyện tích thiện đức, nâng tu vi, chăm chỉ tập luyện giống Thanh Y ca ca. Có khi tương lai ta có thể trở thành tiên quân lợi hại như quân ấy. Được, A Vũ của chúng ta trưởng thành thật rồi. Thù Nhi, hàng ngày con dẫn công nuôi cơ thể Lan Phong cũng chỉ vô ích. Việc khẩn cấp bây giờ là phải mau chóng lấy được nội đan của Thú Huyền Ngân mới có thể cứu được Lan Phong. Việc bên cạnh A Vũ là Nguyên Khởi và Phượng Ẩn, con không tìm được cơ hội ra tay. Cơ hội đến rồi. Nhìn kỹ danh sách này đi. A Vũ. Đúng vậy. Bản đồ hiển thị lối còn lại dẫn đến Cửu Uyên ở nhân giới. Vì sao lần này không thể hiển thị vị trí cụ thể giống như tìm Tửng Nguyệt? Tại lần này linh lực hai người thu được từ trong kết giới quá yếu, không bằng lần trước hai người thu thập được. Đó đều là thần quan đấy. Xem ra chỉ có thể đích thân đến nhân gian tìm thôi. Không được, nếu chúng ta đột nhiên đến nhân gian nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. A Vũ, lần đầu tiên A Vũ đến nhân gian rèn luyện, chúng ta âm thầm bảo vệ là hợp lý nhất. Bắt lấy cô ta! Các cô làm gì vậy? Chẳng phải bảo ta đến khám bệnh sao? Đừng có chịu lời với cô ta, bắt lấy cô ta đi. Tránh ra! Lên! Đi mau! Đi mau! Đi đi! Thanh Y ca ca! Không sao chứ? Không sao thì tốt. Bắt được rồi. Bắt được rồi. A Vũ, có sao không? Ca ca, tỷ tỷ, sao hai người cũng ở đây vậy? Giống Thanh Y, nhớ muội nên đến thăm muội. Là đồ của ma tộc. Ma tộc. Đại hiệp, tha mạng đi. Đại hiệp, nói, lưới này của ai? Lão gia nhà ta mắc bệnh nặng, hôm nay có người bẩm báo, nói cô ta có thể mang đến linh đan. Bắt cô ta luyện đan sẽ có thể cứu mạng lão gia nhà chúng ta. Cái lưới rách này là hắn đưa cho ta đó. Bây giờ hắn đang ở đâu? Hắn đưa đồ cho ta xong thì đi rồi. Ta cũng không biết hắn đã đi đâu. Đi rồi sao? Họ có thể dùng lưới có ma khí để đối phó với A Vũ. Xem ra đã chuẩn bị trước. A Vũ vừa hạ phàm lịch kiếp, là qua thù thúc đẩy. Việc này nhất định có liên quan đến qua thù. Dù cô ta muốn làm gì cũng đều vô ích. Chỉ cần chúng ta hoàn thành phong ấn Tửng Nguyệt, tất cả âm mưu của đạo Bách Điểu đều không thể thành công. Mọi việc đều có nàng nhẹ nhanh chậm. A Vũ có ta bảo vệ, hai người lo việc lớn đi. Nếu đã vậy thì A Vũ giao cho ngươi đó. Nhưng bây giờ làm sao lần ra được lối vào Tửng Nguyệt? Trên lưới này có ma khí, cứ dùng đá phù ma tìm từng chút một rồi sẽ tìm được thôi. Đá phù ma. Sao tự nhiên lại biến mất? Chẳng lẽ có đại pháp gì che giấu? Có. Cả ngọn núi này là một kết giới che giấu. Đồ sộ như vậy mà tam giới lại không hề phát hiện ra. Thế này phải cần pháp lực rất đáng gờm mới làm được.
Lộc Minh Tiên Quân. Yến Sảng, Tử Nguyệt chiếu tam giới, ba thần sẽ giáng lâm. Sao người lại đến đây? Ta thấy hôm nay cô trực ở nhân gian, nên đến đây đi dạo. Lộc Minh Tiên Quân không tiếc nhập ma để tăng tu vi, vì sao lại dùng cách phá hủy thân xác để phá hủy tiên nguyên? E rằng đây chính là nguyên do kết giới cửu uyên liên tiếp rạn nứt như bây giờ. Tử Nguyệt tạo lối ra ở đây, một là để ma khí dễ dàng dụ dỗ tất cả người nhập ma đến nơi này mất đi thần trí hơn, hai là để né tránh tiên giới, để họ tấn công kết giới mà tần công biết quỷ không hay. Vậy thì xem ra kết giới ẩn này dùng để che giấu sự tồn tại của Tử Nguyệt. Chắc hẳn sau trận pháp này chính là lối vào. U Quân, xem ra trong tam giới đã có không ít người biến thành thế này. Dân giới không như tam giới có nhiều tầng bảo vệ, ma khí thông thẳng đến dân giới, chẳng bao lâu nữa sẽ thành tà nịnh hoành hành, thế gian đại loạn. Ma khí ở lối đi này quá nặng, dựa vào chúng ta thì khó mà phong ấn được. Hay là ta đến thiên cung tìm cứu binh, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Chờ cứu binh đến e là đã bỏ lỡ thời cơ. Huống hồ bây giờ còn chưa biết có bao nhiêu người đã nhập ma. Nếu như họ nối đuôi nhau kéo đến đây thì không kịp nữa. Cứ để ta. Huynh định làm gì? Bây giờ cách nhanh nhất là dùng thần lực hỗn độn phá hủy lối đi này. Chỉ riêng pháp lực đã bị trời phạt rồi, nói gì là thần lực. Không sao, phạt thì phạt thôi. Nguyên Khởi, lối đi ở nhân gian của người đã bị phá hủy, cách này của người đã vô hiệu. Quỷ thì quỷ thôi, đến thời điểm này cho dù không có ngoại lực hỗ trợ, kết giới cũng không duy trì được mấy ngày. Ở đây người không nhìn thấy sao? Lối đi đã bị quỷ, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Trước tiên dẫn U Quân này đi tìm Ngao Ca, nói tin tức này với hắn. Hành động phá hủy lối đi ban nãy nhất định sẽ bị ma tộc phát hiện. Chúng ta đi báo với tiên giới phong tỏa Bắc Hải, sơ tán các tiên tộc khác. Vậy ta đi bẩm báo với Phượng Nguyên bệ hạ, đúng lúc ai giữ lịch kiếp xong, ta có thể hộ tống cô ấy về tiên giới. Phải, ta cũng nghĩ vậy. Chuyện nhỏ này một mình ta có thể làm được. Còn không mau đuổi theo đi, Yến Sảng bay rất nhanh, lần này còn không đi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Đeo bám thì đeo bám, dù sao cũng không yên tâm. Đi nha. Thù Nhi, Thù Nhi, mau đi thôi. Chúng ta mau về đảo Bách Điểu. Chẳng phải phụ dương đã cho người đi bắt A Vũ rồi sao? Vì sao còn phải về đảo Bách Điểu? Lối đi của Tử Nguyệt ở nhân gian đã bị Nguyên Khởi phá hủy. Hắn nhất định đã biết tất cả mọi việc đều là do chúng ta đứng đằng sau tính kế, vậy mới giả giờ mượn thời điểm A Vũ hạ phàm để theo đến nhân gian. Chúng ta không thể ở lại thiên cung nữa. Lan Phong, chuyện gì thế này? Sao lại thế này? Phụ Dương, Lan Phong chỉ còn có một bước cuối cùng là sẽ không thể hồi sinh. Chúng ta vẫn còn có cách, có đúng không? Hết cách rồi. Bây giờ Nguyên Khởi và Phượng Ẩn đã có đề phòng,
muốn lấy lại nội đan của A Vũ sẽ càng khó hơn nữa. Chẳng lẽ lại trở mặt cướp trực tiếp sao? Vì Lan Phong, có gì là không thể? Thù. Cô quả nhiên cũng đã nhập ma. Cô muốn làm gì? Giao thú thủy ngân này ra đây. Đây là tiên giới, cô điên rồi sao? Ta mặc kệ đây là đâu, ta muốn đổi đèn của cô ta. Thương thế nào rồi? Chỉ bị thương nhẹ thôi, đừng có lôi thôi. A Vũ không sao chứ? Như vậy còn nói là bị thương nhẹ. Thanh Y, hộ tống A Vũ bẩm báo thiên đế. Còn cô, bây giờ theo ta về yêu giới trị thương. Đa tạ yêu quan đã trị thương giúp ta. Vết thương của ta đã khỏi rồi. Cô chỉ khỏi vết thương ngoài da. Linh khí ở tỉnh U Cốc này có thể củng cố tiên nguyên. Hay là ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày đi? Không cần. Tình hình hiện giờ khẩn cấp, ta không tiện ở lại đây. Vết thương của cô còn chưa khỏi, quay về thế nào gặp phải họ chẳng phải là càng nguy hiểm sao? Đa tạ nhắc nhở. Cơ thể của ta, ta tự có chừng mực. Yến Sản, Yến Sản, sao cô cứ phải vội vàng né tránh ta? Lúc nãy ta trị thương cho cô, nhớ đến hình ảnh lúc đầu ở thiên cung, ta bị Ngự Phong phạt, cô bôi thuốc cho ta. Hồi đó chúng ta luôn ở bên nhau, cười đùa tranh cãi. Bây giờ nhớ lại, đúng là tự do thoải mái. Yến Sản, ta rất nhớ lúc chúng ta ở bên nhau. À Cửu, ngươi biết không, ngươi bây giờ rất giống một đứa trẻ làm mất kẹo. Trước đây ngươi cũng bỏ viên kẹo đó ở trong túi, nhưng không thấy ngươi yêu quý, trân trọng nó như thế nào. Chỉ là bây giờ viên kẹo đó mất rồi, bản thân ngươi thấy không quen, không cam lòng thôi. Không phải ta thích kẹo, ta thích nàng. Ta thích nàng. Không phải là ta không quen, cũng không phải là ta không cam lòng. Tại trước giờ ta không hiểu rõ tình cảm ta dành cho nàng. Sau khi nàng đi, ta nhìn rõ bản thân mình hơn. Ta nghiêm túc đó, ta đã yêu nàng mất rồi. Từ đầu đến cuối nàng đều rất quan trọng trong lòng của ta, chưa bao giờ thay đổi. Tại ta ngốc nghếch ấu trĩ, vì nàng luôn ở bên ta, khiến ta lầm tưởng sự bầu bạn của nàng đều là điều đương nhiên. Vậy nên ta mới bỏ qua tình cảm của nàng, bỏ qua cảm nhận của nàng. Ta thật sự rất hối hận. Cho ta một cơ hội nữa, có được không?
cuối cùng ngươi cũng đã hiểu. Cuối cùng ta cũng đợi được. Nhưng thế thì sao chứ? Đã quá muộn rồi A Cửu. Cảm ơn ngươi A Cửu. Có những lời này của ngươi, sau này ta cũng có thể nói một cách vô tư rằng ta không hề hối hận vì khoảng thời gian trước đây. Thế nào rồi? Tử Nguyệt có một lối đi ở nhân gian, chuyên dụ thượng quân nhập ma, phá hủy thân xác để tấn công, nhưng đã bị Nguyên Khởi phá hủy. Tu Ngôn, nhóm Nguyên Khởi đã đưa một u quân nhập ma tới. Liệt Nguyên Tổ, nhập ma quá sâu đã đánh mất thần trí, tạm thời cứ giam lại đi. Xem ra kẻ bên trong Cửu Yên đã không chè được đũa rồi. Nguyên Khởi, các ngươi có phát hiện gì không? Bọn ta đã tìm ra Tử Nguyệt ở ngay trong động Nhược Thủy, vậy còn chờ gì nữa? Đi đi. Không được, ta và Phượng Ẩn đã xem xét rồi, kết giới Cửu Yên đã hợp làm một với động Nhược Thủy. Nếu chúng ta tùy tiện hành động thì rất có thể sẽ phá vỡ kết giới. Ta mặc kệ, ta muốn cứu Tu Ngôn vậy. Chờ thêm đi, chúng ta rồi sẽ có cách có thể phong ấn Cửu Yên lần nữa. Tu Ngôn, ta đã gặp mấy thượng quân nhập ma đó, quy lực phá hủy rất mạnh, kết giới không chịu nổi nữa rồi. Đúng là sức công phá rất mạnh. Nhưng ta vẫn có thể ổn định được. Được, nếu đã vậy thì coi như vẫn còn thời gian. Ta sẽ mau chóng tìm ra các tự sách của thần giới ở cung thanh trì. Được, nhưng ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Người phải tìm nhanh lên. Yên tâm, vậy bọn ta đi trước đây. Đi thôi. Lại là chờ đợi, thật khiến người ta sốt ruột. Ma độc này rất xảo trá, ban đầu chỉ nấp sẵn trong cơ thể nên khó phát hiện ra. Nửa ngày sau độc phát tán, tiền nguyên của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ma độc vẫn đang lan rộng trong cơ thể của cô ấy. Do ta quá sơ ý, chỉ biết đưa cô ấy về chữa trị mà chưa từng nghĩ chuẩn của Hoa Mặt có cả chất độc. Lâm Mặt Thúc, có cách nào có thể loại bỏ chất độc được không? Ma độc đã bám sâu vào tiên nguyên của cô ấy. Nếu loại bỏ độc này thì tiên nguyên sẽ bị quỷ. Chỉ e có loại bỏ chất độc hay không cũng không cứu được cô ấy. Không thể nào, Yến Sảng sẽ không sao đâu. Tuyệt đối không. Xin Lâm Mặt Thuốc giúp ta loại bỏ chất độc cho Yến Sản. Ta có cách giữ tiền nguyên cho Yến Sản. Ta là thập dĩ thiên hồ, cái đuôi thứ 10 vốn là thần ban, có thể tái tạo yêu nguyên thì hẳn cũng có thể tái tạo tiền nguyên của Yến Sản. Cậu muốn cắt đuôi để cứu Yến Sản sao? Đuôi hồ ly và yêu lực của hồ tộc liên quan mật thiết với nhau, bất cẩn chút thôi thì e bệ hạ sẽ mất hết yêu lực. Huống hồ là cái đuôi thứ 10 cũng chỉ là để chuẩn bị cho bệ hạ bị hao tổn yêu nguyên, chưa chắc đã có thể tác dụng với Yến Sản. Yến Sản đang thoi thóp, ta không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết đi mà không làm gì hết, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cho dù là mất hết yêu lực,
Ta cũng muốn thử một lần. Xin Lâm Mặc Thúc đồng ý với ta. Đây đúng là kỳ quan. Cửu, Hồng Dịch, Yến Sản. A Cửu, người vẫn ổn chứ? Cảm ơn. Thế nào rồi? Ma độc đã được loại bỏ, tiền nguyên cũng giữ được. Yến Sản không sao rồi. A Âm, chăm sóc tốt cho họ. Quyên đi đâu vậy? Đi tính sổ với Hoa Mặt. Nguyên Khởi, Nguyên Khởi. Lan Phong, Lan Phong, Quynh đừng rời xa ta bà Lan Phong. Lan Phong, Lan Phong, Lan Phong, Quynh đừng đi. Lan Phong, Lan Phong, Quynh đừng bỏ ta mà. Lan Phong, Quynh đã nói là sẽ luôn bảo vệ ta. Quynh không được đi. Lan Phong, Quynh đừng đi. Lan Phong, Lan Phong, Lan Phong. Lan Phong. Lan Phong.
Phụ Dương, tại sao vậy? Phụ Dương, Thường Nhi, Lan Phong đã đi rồi. Chúng ta nhất định phải nhớ là ai đã hại hắn không thể hồi sinh. Phụ Dương luôn coi con là viên minh châu quý giá nhất của đạo Bách Điểu. Nhìn con như vậy, Phụ Dương thấy đau lòng hơn ai hết. Con còn nhớ những gì Phụ Dương từng nói không? Chỉ cần sở hữu sức mạnh chí cao vô thượng mới có thể lấy được bất cứ thứ gì mình muốn. Con còn thiếu viên nội đan cuối cùng của thượng quân Ưng tộc. Phụ Dương đã lấy cho con rồi, chỉ cần con nuốt nó thì sẽ trở thành bán thần. Sau này hai cha con ta hợp tác, cướp lấy ngôi vị thiên đế mệnh lệnh cho thiên hạ, trả thù cho Lan Phong. Qua mặt, cút ra đây cho ta. Nguyên Khởi đến nhanh thật đó.